Hey yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một cái clip khác của Tích Tay Gấu. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ tới cái đoạn này đúng không? Workaholic in 2 minutes. Có nghĩa là cứ mỗi cái clip như vậy thì trong cái clip đó Tích sẽ mang đến cho mọi người một cái quyển sách. Hoặc có thể là một cái quyển sách đó tích đi nhiều cái clip. Vâng, chính xác. Và kể từ khi làm cái clip đó ra, và hình như là mấy tuần lễ, chắc hình như cũng khoảng 2 tháng rồi, mình vẫn chưa làm một cái clip nào gọi là Bookaholic in 2 minutes. Và hôm nay là một ngày rất là chill, gọi là ngày không có nắng, gọi là rất là mát mẻ, một ngày vào thu, đầu thu của Florence. Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái Bookaholic in 2 minutes nhé. Và cuốn sách mà Tích nói, ý tưởng này là của chúng mình. Let's go. Và sau đây là intro, nhạc mới nha. Trong ngày xưa đã uất tèo 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 intro, đó là nhạc intro. Yeah. Ok, và cái điểm đầu tiên là chúng ta phải lật sách Bookaholic in 2 minutes là 2 phút thôi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lật nha. Ok. Trang 175. Thì đây là phần cuối sách, thì Tích sẽ lựa cái phần nào đầu sách để cho nó dễ đọc. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đọc về rừng già. Đây, không biết có thấy không? Chắc là các bạn sẽ thấy rừng già. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ đây nha. Và điều tiếp theo đó, chúng ta sẽ set một cái đồng hồ. Ok, và chúng ta bắt đầu nha. 2 phút, bắt đầu. Rừng già, ngồi với bậc cao nhân bằng 10 năm điền sách. Trong mọi ngành nghề, kinh nghiệm đều có giá trị nhất định của nó. Nhiều người hay nói nghề này chắc tuổi thọ ngắn lắm, nghe cứ như làm người mẫu, càng già thì càng chậm, sao làm lại tuổi trẻ. Ở trong rõ mới biết, những đại ca, đại tỷ trong ngành thật ra là những con người hết sức quyến rũ. Một cái đá lông nheo, một nụ cười ẩn ý thôi đã ánh lên cái thần của tháng năm trải nghiệm. Họ thông minh, đầy kinh nghiệm và càng ngày càng trẻ trung, càng tà đạo sau nhiều năm chinh chiến. Họ luôn cập nhật 360 độ mọi diễn biến của cuộc sống, dù có thể họ không nhảy vào cọ sát như hồi tuổi thừa năng lượng nữa. Họ sống lâu nên thấu hiểu tâm lý con người kinh khủng. Ngàn năm trôi qua thì tâm lý chúng sinh cơ bản cũng như rứa. Đến nay ta vẫn bới tung sách của Lão Tử và các bậc tiên nhân ra mà học cách làm người. Một điều mà người trẻ không đọ được, đó là sự thấu hiểu tâm lý của các bạn marketer. Liếc qua bản drip là họ biết khách hàng muốn cái gì đằng sau đề tài ý tưởng đơn giản ấy. Trong lúc bán ý tưởng, họ cũng rành 6 câu trong việc nhìn mặt marketer mà chém nương theo. Họ là cả một kho ý tưởng, đã qua ngàn cuộc rang tôm rồi nên trữ lượng ý tưởng chưa được duyệt. Nằm chờ một cái riff phù hợp là không đếm xuể. Nếu đụng đến, nhãn hàng họ đã từng làm là lo ra ngay, chia sẻ và mồi đầu cho các bạn trẻ. Họ là biểu tượng của sự bình tĩnh, lúc nào cũng khoan thai, rất chì. Một trong những vấn đề của người trẻ là chưa thấy hết mọi thứ trên đời, chưa thấy nhiều chuyện kinh khủng hơn, chuyện mình đang đối mặt nên hở chút là bung, hở chút là la làng, emo này nọ. Mỗi khi tinh thần xuống gần chạm đáy, cái job này lầy quá rồi các chị ơi. Các anh chị đi trước luôn cố gắng. Ok, hết 2 phút rồi. Ok, thì nếu bạn nào chưa biết về cuốn sách Ý tưởng này là của chúng mình á, thì Tích có một cái link review sách ở trên này. Thì cuốn sách này như Tích đã nói là một cuốn sách dành cho những ai muốn làm trong lĩnh vực là sáng tạo nội dung. Và cái điều thứ hai thì giống như là trong cuốn sách đã nói, rừng già. Rừng già thì chắc các bạn hiểu đơn giản rồi ha, rừng càng già càng cay. Có nghĩa là những người gọi là có lâu năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó thì họ luôn luôn là những người gọi là có nhiều thứ để cho chúng ta để học. Thì ở trong này tác giả mới nói là ngồi với bậc cao nhân bằng 10 năm đèn sách. Thì ngồi với bậc cao nhân là tức là mình học tập, ngồi nói chuyện cũng như là giao lưu, cũng như là học hỏi những người đi trước. Mình nhìn nhận, mình nghe được trải nghiệm của những người đi trước để mà có thể là như là một bài học thật sâu cho mình. Trong cái câu này á, thì Tích thích cái nhất là cái câu á, họ sống lâu nên thấu hiểu tâm lý con người kinh khủng. Ngàn năm trôi qua thì tâm lý chúng sinh cơ bản cũng như rứa. Đến nay ta vẫn bới tung sách của Lão Tử và các bậc tiên nhân ra mà học cách làm người. Có nghĩa là cho dù những con người này là những rừng già này, là những con người họ đã có nhiều năm chinh chiến, gọi là có nhiều năm gọi là trong nghề, nhưng mà họ vẫn ngày một học tập cũng như là nghiên cứu cũng như tìm hiểu
để mà có thể là bắt trend, cũng như có thể là gọi là theo được một cái thời đại đang phát triển như vậy. Và đặc biệt đó là con người. Giống như có những cái là con người thì làm, đối với một cái lĩnh vực marketing hay lĩnh vực sáng tạo thì cái người dùng cuối cùng vẫn là con người, đúng không? Chúng ta phải hiểu con người thì chúng ta mới biết con người muốn gì, và chúng ta có thể làm được cái điều đó để cho họ thỏa mãn, để chúng ta có thể đáp ứng đúng cái nhu cầu cũng như là đáp ứng đúng cái nguyện vọng mà họ mong muốn họ nhận được từ sản phẩm của mình. Đó là đôi lời chia sẻ ngắn gọn thôi. Đây là một cuốn sách Tích cũng phải Tích nghĩ Tích phải đọc thêm một lần nữa. Những bạn nào mà muốn đọc á thì Tích có thể copy cái phần đó ở description cho các bạn xem. Và đặc biệt nếu mà các bạn muốn Tích thì Tích suggest các bạn là nên có một cái cuốn này trong tủ sách của các bạn. Ok, và đây là Bookaholic in 2 minutes. Chỉ có 2 phút thôi. Thì chỉ có 2 phút, Tích hy vọng là các bạn ngẫm được một điều gì đó, ngẫm được một điều gì đó, suy nghĩ ra một điều gì đó, cũng như là tạo cho các bạn một cái động lực đọc một cái cuốn sách, cũng như là góp phần cho cái kỹ năng đọc sách của bạn ngày càng rồi là hoàn thiện hơn. Clip mình tới đây thôi, ngắn gọn cho ngày Chủ nhật thôi. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người, mình là Tích Tay Gấu. Và nếu những bạn nào đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Tích Tay Gấu thì nhớ subscribe cũng như là nhấn cái chuông kế bên để có thể không bỏ lỡ bất kỳ cái clip nào của Tích. Và video của Tích sẽ ra vào ngày thứ tư về vấn đề du học, và ngày Chủ nhật về nhiều chủ đề đa dạng thể loại. Nhưng mà Tích sẽ cố gắng đào sâu về cái việc đọc sách này. Ok, hy vọng sẽ mang được rất là nhiều nội dung cho các bạn. Ok, not lazy, be crazy. I'll see you the next time. Hẹn bạn lần sau ở Bookaholic in 2 minutes. 2.